Kính thưa quý vị, 50 năm một chặng đường, lớp lớp các thế hệ thầy cô giáo như những người lái đò thầm lặng đưa biết bao thế hệ học sinh tìm đến những chân trời ước mơ, vượt qua bao khó khăn chở hành trình học trò cập bến. Thay cho lời cảm ơn của lớp lớp các thế hệ học trò trường Trung học cơ sở Trực Thái trong 50 năm qua, gửi lời tri ân tới các thầy các cô bằng tấm lòng chân thành nhất qua ca khúc Người lái đò thầm lặng qua sự thể hiện của Kim Dung và Tuấn Anh cùng tốc múa phụ họa. Trong tôi trái tim người trên xa.